Tính đến ngày 9 tháng 10, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh chỉ mới đạt khoảng 68% so với kế hoạch năm 2024. Tuy có tiến triển nhưng tỷ lệ này vẫn thấp hơn yêu cầu, do đó Quỹ ban nhân dân tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vào cuối năm. Để đạt mục tiêu trên, tỉnh yêu cầu phải tập trung đẩy mạnh tiến độ các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, đặc biệt là năm dự án giải ngân dưới 30% như dự án đường tỉnh 823D dự án kè chống sạt lở kênh cầu chuyên, dự án nạo vét sông dầm cỏ tây và các dự án thuộc lĩnh vực y tế. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, chính quyền các địa phương được yêu cầu theo dõi sát sao, tháo gỡ các vướng mắt và đôn đốc tiến độ thi công, tăng cường giám sát và đẩy nhanh thủ tục nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, đồng thời giải quyết triệt để công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, tỉnh cũng nhấn mạnh việc các dự án khởi công mới năm 2025 cần hoàn tất thủ tục trước ngày 31 tháng 12 năm 2024 để kịp thời giải ngân vốn ngay khi có quyết định. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí và hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.